Hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Ok thì một ngày mới, chúc anh em làm việc học tập thật là tràn đầy sức khỏe ám nhá. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em thêm hai cái mảng cốt mới về, nói chung là về trang phục này, hoặc là các gọi là các sự kiện về Halloween ấy. Đấy, nói chung là các cái trang phục về sự kiện của Halloween. Đấy, nói thế cho nhanh. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em hai cái mảng cốt mới nhất cho anh nhá. Tại vì mình thấy là khá là nhiều anh em cũng có đòi cốt từ mình ấy, nên là ok, ngày hôm nay mình sẽ đem đến tiếp cho anh em. Thì nói chung là buổi chiều hôm nay mình sẽ like và nói chung là tạo giải này, phát thưởng cho anh em nhá. Thì nói chung là bữa trước ấy, cái live hôm trước ấy, thì anh em thân nhớ là mình bị gọi là đơ máy không? Đấy, thì nói chung là lúc đấy là mình bị kiểu như là vừa thoát ra cái thì nói chung là toàn mất điện luôn anh em ạ. Đấy là mình không vào lại được với anh em. Thì nói chung là đây, ở đây thì mình còn khá là nhiều quà này, nhiều khá là nhiều đá quý cho anh em, khá là nhiều tiền sao cho anh em này. Thì anh em nào muốn nhận cái gì thì nhớ là comment xuống dưới nhá, like, đăng ký kênh này và comment cái đi game. Thì buổi chiều hôm nay một tí nữa thôi mình sẽ live với anh em nhá. Đấy thì mình không để cho lắm, nói chung là mình có thể live sớm hơn hoặc là live muộn hơn nhá. Nói chung là chiều nay anh em nào mà không đi học ấy thì có thể là vào xem live của mình và nhận quà rồi nhá. Thì nói chung là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho em một cách để có thể lấy nhiều cái đá quý giống như mình để có thể là anh em tiêu xài nhá. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một cái shop có tên là shopgamedaquý.com. Thì cái shop này mình đã từng quay rất là nhiều cương, rất nhiều đá quý, cũng như là rút rất là nhiều đá quý về nick để tặng quà cho anh em. Đấy, nói chung là cái shop này thì khá là nhiều vòng quay này. Thì bước đầu tiên anh em đăng nhập vào shop đúng không? Thì đương nhiên là anh em phải tạo một cái tài khoản rồi. Thì ở đây mình đã tạo một cái tài khoản và nạp vào 200.000. Đấy, thì ở đây mình thấy là có 6 cái vòng quay này. Đây, ở đây mình sẽ chọn ngẫu nhiên một cái vòng quay để có thể là quay kim cương rút cho anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy ở cái bảng ở bên phải không? Khá là nhiều bạn trúng 12.000 cương này, 12.000 đá quý rồi các thứ này. Đấy, ở đây thì mình sẽ quay trước một vòng cho anh em xem nhé. Đây, xem được bao nhiêu đây. Ui, được 950 đá quý em ạ. Khá là ngon anh em. Chỉ mất 40.000 thôi, 40.000 một lượt. Đây, mình sẽ quay thêm một lượt cho anh em nữa nhé. Quay thêm một lượt ở này. Nói chung là anh em nhìn cái bảng ở bên phải này, cũng khá là nhiều bạn trúng 12.000 đá quý này. Đấy, đây mình xem nhân phẩm mình thế nào nhá. Ui anh em ơi, mình vừa nói xong em ạ. Vừa nói xong cái mấy bạn kia trúng được thì mình cũng trúng luôn này. Đấy anh em thấy chưa? Tỷ lệ trúng được 12.000 đá quý rất là cao luôn anh em ạ. Đấy, thì nói chung là đây em sẽ thấy một phần thông báo này. Top nạp của anh em, đây là một cái top nạp nhá. Cái top nạp nếu mà kiểu như là anh em nạp tiền vào trong cái shop này đứng top 1 thì anh em sẽ nhận được là 3.838 đá quý này, cộng với 200.000 trong shop nhá. Đấy, nói chung là anh em nhìn theo cái top này và anh em xem thôi. Đấy, nếu mà anh em nào không biết xem cái top này ở đâu ấy thì em có thể là đây, thì cái top này em thấy chữ top tháng 10 không thì em phải nhấn vào đấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ rút kim cương về nick em nhá. Mình sẽ rút kim cương về nick này. Đây thì em nhớ này, anh em chơi game đăng nhập bằng cái gì, chơi tạo tài khoản bằng cái gì ấy thì em nhớ là đăng nhập bằng cái đấy nhá. Ở đây thì mình tạo bằng Facebook, thì ở đây mình đã rút gói 75 đá quý về nick này. Đấy, anh em thấy là cái chữ bạn đã rút vật phẩm không? Đấy. Rồi ok, thì anh em nào mà có ý định nạp kim cương vào game thì có thể là vào đường link shop nhá. Thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Shop này mình đã từng rút khá là nhiều kim cương vào cho anh em rồi. Còn bây giờ thì vào lại clip anh em nhá. Thì nói chung là chiều nay mình cũng live tạo giải bắn tạo giải sân cá cho anh em thôi, hoặc là chơi mấy cái mini game ấy. Đấy, chơi mini game hoặc là đi gọi là chơi mấy cái game trong bấy tour giờ này. Thì anh em nào mà kiểu như là được top ấy thì mình có thể nhận được quà từ mình anh em nhá. Thì nói chung là quà kim cương thì mình không thiếu đâu, nhưng mà anh em cứ làm đủ bước đi sẽ chắc chắn nhận quà từ mình thôi. Đấy, thì code thì mình sẽ để ngồi lên trên màn hình cho anh em. Anh em nào mà kiểu như là muốn nhận cái gì nữa thì cứ comment bên dưới để mình đi kiếm cho anh em nhá. Ok, thì chắc là clip mình cũng tạm dừng ở đây thôi. Anh em thấy video mình hay này thì nhớ là cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.